Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhẫn Trần TV. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Hiện tại Nhẫn đang có mặt tại cái khu nghĩa địa quý vị ha. Thì ở đây trước mặt quý vị ở đây là ông Địa Tạng Bồ Tát quý vị. Thì Nhẫn mới vào chào ông Địa Tạng quý vị. Nay con đến đây với cái lòng thành kính cầu xin đất đai của bác ông bà chiến sĩ Trần Dông trong khu nghĩa địa này. Cảm ứng chứng minh gia hộ độ trì cho lòng thành kính của thiện nam tín chủ con tối đêm nay trở vào đây xin lộc xin tài xin số. Trời ơi mệt quý vị ơi. Thì bây giờ nó phần mộ cha mẹ ông ngôn dân tự. Thì đây là cái tháp hai ông bà quý vị. Thì xung quanh thì quý vị thấy có rất là nhiều ngôi mộ, còn ở trong kia nữa quý vị, ở trong kia có một cái ngôi mộ gọi là mộ của ông Hồ Quang Thanh Tự Cằn đó quý vị. Thì ông rất là linh thiêng, nhân từng sinh ra rất là nhiều cái tài cái lộc tại cái phần mộ của ông Hồ Quang Thanh Tự Cằn đó. Thì lâu lắm rồi, mấy tháng nay rồi quý vị, nhân không có trở vô đây. Hôm nay nhân cũng khỏe khỏe trong người, vô đây thì yếu vô đây mệt lắm quý vị, lỡ quớ là vô đây là tới công chuyện luôn nha. Thì hôm nay với cái lòng thành kính nhân đột nhập vô trong cái nghĩa địa này xin cho quý vị cái lộc cái tài ngày mai quý vị tham khảo là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022. Có đại công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, miền Trung, đêm thì có miền Bắc, anh chị ở đâu thì mình tham khảo ở đó. Số về tâm linh nhân không khuyến khích ai với cái hình thức gì. Thì anh chị em thích thì cứ lấy lộc lấy tài mỗi ngày tham khảo xem giải trí, tìm mua những cái tờ vé số mình cầu may quý vị ha. Ai nói buồn gì đây ghê vậy. Thì bây giờ mình tiến vô phần mộ của ông Hồ Quang Thanh quý vị Tự Cằn nha. Thì ông linh thiêng lắm nha quý vị, lâu lắm rồi nhân mới trở vô đây nha. Quanh quý vị thấy nghĩa địa quý vị thì rất là nhiều ông bà lớn tuổi, già trẻ, lớn bé, trai gái gì tùm lum hết nha. Cái phần mộ này của ông Hồ Quang Thanh Tự Cằn nha. Đó, hưởng dương 21 tuổi. Trời ơi, bữa nay nhân có xin cái lọc cái tài quý vị, cái cung ông tài dương địa dương trong nhà quan đó, nhân có xin ở bên cái kênh Tâm Linh TV cũng còn 21 quý vị. Hôm nay có cái duyên trở lại phần mộ của ông Hồ Quang Thanh Tự Cằn, đó, hưởng dương 21 tuổi luôn. Trời ơi, đó. Rồi nhân cũng mong cái tài cái lọc hôm tối nay nhân đi ba cung nha quý vị. Nhân Trần TV, Tâm Linh TV, Nhân Trần Tâm Linh. Thì quý vị nào xem nhấn chút thời gian ha, đừng có tua cái clip của nhân qua quý vị. Quý vị xem cứ quý vị tua qua rồi cái lấy số ra tham khảo, rồi hỏi sao mà không biết mình tại sao mình thua. Đó, mà số của nhân nhiều khi nhân xin thì về quý vị. Đó, clip nhân làm nửa tiếng quý vị xem, vô tua cái xẹt qua cái quý vị xem chưa được 1 phút 30 giây nữa. Thì xem như thế thì đâu có nghe nhân cúng, nhân nói như thế nào quý vị. Do những cái bộ số mà nhân lỡ như ông bà người ta về sát người ta cho rồi quý vị xem như thế, rồi làm sao quý vị biết được cái con số đó. Đó, thấy chưa. Đó, thì anh chị em nào xem thì nhớ chú ý xem từ đầu đến cuối ha quý vị, để biết được cái tâm linh của nhân làm. Đó, thôi số mà anh chị cứ tham khảo đi, nhân làm hết cái tâm rồi. Giờ thì xin phép ha, dọn quăng quăng quý vị. Lâu quá vô đây cỏ mọc đầy hết quý vị. Rồi, ủa trong có cái chùm rượu đây ta, đâu có chùm này ghê vậy.
chắc cũng có người vô mộ của ông sinh đó quý vị. Thì lúc trước nhân đến đây đâu có cái chung này ở đây, mà bữa nay có cái chung này ở đây nha, không biết gì sao nha. Hôm nay con có duyên trở lại phần mộ của ông Hồ Quang Thanh, tự Cần, sinh năm 1985, từ Trần vào ngày 24 tháng 8 năm 2005, năm Ất Dậu hưởng dương 21 tuổi. Sinh vong linh của ông tối hôm nay linh thiêng, sắp về cho con cái lập cái tài đúng ngày đúng tháng đúng năm, con quay trở đèn trả lễ. Mệt quá ta. Mình vô mình chào ông bà cô bác ở đây quý vị, cảm thấy cái nào mình có cảm giác mạnh mà nghĩa địa mà quý vị, thấy không? Nhiều khi ông bà người ta kêu mình qua chào đó quý vị, thấy không? Ở đây tôi nói về tâm linh nha. Rồi thì không linh ta linh tinh nữa quý vị, đến thì nhân có thỉnh ha, trái cây tươi đó, ăn bánh với tiền. Rồi bây giờ thì nhân xin phép thỉnh đầu lên để làm cái lễ tất cả quý vị ngày mai tin tưởng phần mộ của ông Hồ Quang Thanh tự Cần, thì tập trung lấy tài lấy lộc trên kênh Nhân Trần Tây Di, Tâm Linh Tây Di, Nhân Trần Tâm Linh, đến tất cả quý vị những cái cung, những cái bộ số và những cái nơi nhận đến, cũng cầu mong ông bà cô bác cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của Nhân tối đêm nay, xin được cái lộc cầu được cái tài cứu Nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Rồi thì bây giờ Nhân xin thỉnh đồ lên quý vị. Nhân dừng cái máy vị trí này nha, cho quý vị thấy Nhân lúc Nhân làm. Lâu gì lắm rồi mới trở lại phần mộ của ông Hồ Quang Thanh hả quý vị. Đang á, đang nó chơi lớn luôn nha, đột nhập vô nghĩa địa luôn, trong đây hàng trăm hàng ngàn cái ngôi mộ quý vị, già trẻ lớn bé trai gái gì tùm lum hết. Giờ Nhân xin lặp lại ngày mai quý vị tập trung tham khảo ha, trên kênh Nhân Trần TV như kênh Tâm Linh TV đó. Tôi hôm nay cầu xin ông với cái lòng thành kính đường xa xa xôi trở lại đây, xin ông tối hôm nay linh thiêng ha, ban cho mình cái lộc cái tài gỡ ngày mai lên thiền vào bờ nha quý vị. Chúng để trái cây vô nữa nha. Đó, thấy chưa? Rồi, ây da, tao thì nhân thỉnh lên rồi. Giờ thì lót gù ra quý vị, cho anh chị em nào mới vào xem mà chưa like, mỗi người cho anh xin một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Ai chưa kết bạn Zalo thì kết bạn Zalo. Ai muốn cầu cái tài cái lộc riêng, muốn tham khảo nhận sinh riêng thì quý vị cái việc ha, kết bạn vào cái số Zalo này của Nhân. Nhân đang xài hai cái Zalo nha. Đó thì Zalo hôm nay miền Nam thì mình ăn con 59, miền Trung con 59 về đặc biệt nghẹt luôn, miền Bắc thì mình ăn con 43, ba miền trời ơi giật gỡ luôn đó. Thì số trên Zalo Nhân nói rất là nhiều lần, anh chị đừng có hỏi Nhân có thu phí hay bán số gì không nha. Thì ở đây Nhân nói lại một lần nữa, thì Nhân đây tại cái ngôi mộ của Hồ Quang Thanh ở trong ngôi trong nghĩa địa, thì Nhân có sao Nhân nói như thế, Nhân không có dám nói bậy nha. Thì lập nhân sinh tặng trên Zalo là hoàn toàn miễn phí hết, anh chị thích thì tham khảo, thấy không? Nhân tặng cho cái số Zalo thì Nhân cũng xin riêng cái cung đó, là cái cung mà Nhân không có quay lại được, Nhân đi vào lúc 2-3 giờ sáng không à. Anh chị muốn tham khảo thì cứ mạnh dạn kết bạn vào những cái số Zalo ở bên đây của Nhân, thấy không? Anh chị có lộc có tài, phát tâm phát nguyện thì phụ Nhân dĩ trái cây bịch bánh gì đó để Nhân đi trả lễ, rồi Nhân xin lại rồi gửi cho quý vị mỗi ngày tham khảo đó. Ai tin tưởng cái tâm linh của Nhân thì cứ việc lấy lộc lấy tài của Nhân trên Zalo cũng như trên kênh, thấy không? Đừng có lộn số nha quý vị. Đó, đây là cái số Zalo của Nhân ha. Zalo ha. Giờ đây Nhân quả lên quý vị. Rồi thì đây là cái số Zalo của Nhân đây.
Đó, thì quý vị phân biệt qua cái số Zalo của Nhân nha, số điện thoại nha quý vị. À, những cái Zalo khác mà để Nhân chặn á, à, kêu quý vị đóng phí rồi thu phí rồi rồi mới tặng lọc cho là cái Zalo đó là mạo danh nha. À, quý vị nên cân nhắc nha khi xem kết bạn Zalo. Đó, qua cái số điện thoại, anh chị nào không nhớ thì lấy giấy viết ghi lại nha. Đó. Rồi, thì bây giờ Nhân xin phép làm cái lễ quý vị ha. À, thì anh chị em nào các bạn mà Nhân chưa có trả lời đó thì cứ việc tập trung ở trên kênh, nhiều khi quý vị Nhân bận công chuyện gì đó Nhân không có trả lời kịp đó, thì mong quý vị hoan hỷ cho Nhân. Thì trước khi quý vị kết bạn Zalo ha, nhắn tin thì khi người nào mà Nhân đã chấp nhận và gửi lọc thì quý vị hãy cho Nhân biết một tiếng là ok hoặc là một tiếng cảm ơn để Nhân biết cái lọc của Nhân xin cực khổ gửi đến cho quý vị đã nhận được rồi ha. Rồi, thì bây giờ Nhân xin phép làm cái lễ cầu xin. Nay con đến đây với cái lòng thành kính, xin đất đai của bác ông bà chiến sĩ chặn dòng nơi đây, già trẻ lớn bé, trai gái, chết quan, chết ức, chết tích, chết tự, con không biết tuổi biết tên. Hôm nay thiền nam tính chủ con đến đây không có quậy phá gì, chỉ để cầu tài, cầu lộc, cầu xin đất đai của bác ông bà. Nơi đây có cái duyên, con đến được phần mộ của ông Hồ Quang Thanh, tự Cần, sinh năm 1985, tự Cần vào ngày 24 tháng 8 năm 2005, năm Mặt Dầu, hưởng dương 21 tuổi, xin ông gia hộ độ trì, cảm ơn chứng minh, ban phước, ban lộc, ban tài, ban cho con số. Đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, con quay trở ở đây con trả lễ. Năm nén hương đã thắp đèn, đã sáng dụ, đã gót, nay đến đây với cái lòng thành kính, trái cây tươi, bánh giấy tiền, muối gạo của cái chi, ông về thụ hưởng. Cảm ứng chứng minh cho lòng thành kính của con, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu chí đặng đó giúp đời giúp người bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Rồi, thì Nhân xin lập lại ở bên dưới là cái số Zalo của Nhân quý vị. Nhân xài hai cái Zalo, anh chị nào chưa kết bạn thì kết bạn vào ha. Những anh chị đã kết bạn vào một trong số hai cái Zalo này rồi thì đừng kết bạn nữa ha. À, cái Zalo nó có quy định số người quý vị ha. À, nó quá quy định nó thì không có kết bạn được nữa. Đó. Nói chung số mà quý vị ha, ngày gì ngày khác thì Nhân xin lặp lại một lần nữa. Thì anh chị em nào ha, chưa được kết bạn với Nhân trong Zalo, thấy không? Thì quý vị cái việc tập trung ở trên cái kênh của Nhân, thì những con số trên kênh cũng như trong Zalo, Nhân cũng làm bằng cái tâm thôi, thấy không? Chứ không có hai cái tâm quý vị, không có lừa đảo, cũng không có xin gì của ai, do quý vị phát tâm phát nguyện thôi, thấy không? Giờ mình để cho ông về thụ hưởng hương khói quý vị, Nhân sẽ xin cho quý vị ha. Trong khi chờ đợi, Nhân đọc cho quý vị nghe cái bài thơ Nhân, chính Nhân sáng tác quý vị gửi lắm quý vị. Đó. Đã biết trần gian là quán trọ, hơn thua hờn quán để làm chi, thử ra ngồi xuống phần mộ người đi, hỏi xem họ mang theo được những gì. Trời ơi, mai tập trung lên thuyền vào bờ nghe quý vị. Đó, nhức gan không? Nếu bạn cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, chứng tỏ bạn tin vào sức mạnh của thần linh. Nếu như thần linh không giúp bạn, chứng tỏ thần linh tin tưởng vào năng lực của bạn. Đó, anh chị em nào tin tưởng cái tâm linh của Nhân làm thì quý vị cái việc không tập trung theo dõi lấy lọc lấy tài trên kênh của Nhân mỗi ngày cũng như trên Zalo đó. Anh chị nào có lọc có tài phát tâm phát nguyện dĩa trái cây chung đèn cầy quý vị, trời ơi trả lễ cho ông bà, thấy không? Của cho đi là của để dành, nó là như thế. Trời ơi, kiến nó cắn, mũi nó chích, thấy công chuyện. Rồi, thì để không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, Nhân xin phép chạy ba vòng hộp gà cầu xin hương linh ông bà của bác chiến sĩ trần dòng nơi đây, cũng như ông Hồ Quang Thanh tự Cần, sinh năm 1985, tự Cần vào ngày 24 tháng 8 năm Ất Dậu, hưởng dương 21 tuổi, chạy dùng con ba vòng hộp gà. Con số nào cho ông xin chạy đứng hộp gà lên. Có lộc có tài quầy chợ đây con trả lễ số 2, số 3, số 4, số 5,
số 5 ông ơi. Rồi, ông Linh Thiên quý vị, sau vòng đầu tiên cho Nhân chạy được con số 5. Giờ thì Nhân lấy hột gà thứ hai Nhân chạy tiếp quý vị. À, cho ông chạy tiếp con số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Rồi, thì Nhân để cái số này xuống quý vị, số trên đây tùm lum hết, nhiều khi ông không biết đường sắp quý vị. Đó, hồi nãy giờ Nhân để quý vị cũng nhìn thấy Zalo của Nhân rồi ha. Rồi thì sau một vòng chạy, ông Hồ Quang Thanh tự cằn cũng Linh Thiên chạy đường số 5, con xin thỉnh số 5 lên, con bắt đầu chạy đi vòng thứ 2, con xin chạy lại con số 0. À, con số nào nữa cho ông đứng một gà nữa không ơi. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Rồi, sau vòng thứ 2 ông cũng Linh Thiên quý vị, cái trứng chưa đứng, chạy lại vòng thứ 3 nha, nhất quá tam quý vị. Trời ơi, ông Linh Thiên ha, còn chạy lại vòng thứ 3 ông ơi. Số 1. À, con số nào ông giục cái trứng xuống đứng liền. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 9 ông ơi. 9 nè. Số 9. Rồi, thì sau 3 vòng chạy quý vị, ông Hồ Quang Thanh cũng Linh Thiên, trời ơi, lâu quá mới chở vô đây quý vị. Ông cho dựng được con số 5 mà tới công chuyện luôn. Rồi thì bây giờ ha, à, Nhân xin lắp thêm cái thai sâm nữa quý vị. Rồi mình ghép cái lọc sâm với cái lọc trứng vào, mình lấy cái lọc ba càng luôn quý vị. Cầu may ha, số tâm linh mà, cho ông thịnh nằm nén hương xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin ông tối đêm nay Linh Thiên ha, à, cho con xin lắp thai sâm, à, ghép vô cái lọc ba càng. Không có thì cho con xin ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đến đây con quậy khóa gì, cầu xin ông cảm ứng chứng minh. Rồi để con ban cho mình cái lọc cái tài trên thẻ xăm số gì rồi mình ghép vô ha quý vị. Đây, trời ơi, trên xăm là còn 25 quý vị. Rồi thì bây giờ ha, à, Nhân sẽ ghép vô cho quý vị cái lọc cái tài này, ngày mai quý vị tham khảo ha, cái lọc của ông Hồ Quang Thanh tự cần trong cái khu nghĩa địa đây ha. À, thì đầu tiên quý vị mình xin được con số 5 thì mình viết con số 5 nè. Sau đó cái lọc trên thẻ xăm là còn 25 nữa thì mình viết con 25. Trời ơi, con 525 quý vị. Tới công chuyện luôn. Đó. Giờ hơi lọc nhỏ thì quý vị cũng biết rồi, mình lấy con 25, con 52 quý vị. Đó, thấy không? Viết ra luôn, con 25. Đó, cộng 52. Đó. Số gấp là đẹp nha. Rồi, quý vị tham khảo ngày mai miền Nam của mình có đài Cần Thơ, Đồng Nai, đó, Sóc Trăng, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Ngày mai ông Linh Thiên sắp về miền nào, Nhân trả lễ miền đó nha quý vị. Ngày mai là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022. Đó, lụm, đã. Rồi, số về tâm linh Nhân không có khuyến khích ai hết, phải theo cái lọc của Nhân sinh. Quý vị có thể xem tham khảo giải trí cho vui. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, quý vị đem cái kênh của Nhân ra tìm mua những cái tờ vé số mình cầu may nha. Trước khi Nhân kết thúc video thì đây là cái số Zalo của Nhân. Anh chị em nào muốn cầu, à, tham khảo thêm cái lọc cái tài riêng ha, Nhân cầu riêng nữa, đi các cung khác nữa, thì quý vị cái việc mạnh dạn kết bạn vào Zalo của Nhân, Nhân tặng cho tham khảo, có lọc có tài, phát tâm khóc nguyện. Thì trả lễ thì tùy tâm, Nhân không có đòi hỏi quý vị. Giờ Nhân đập cái trứng gà nữa nha. Nổ, trời ơi, tiếng nổ này ghê gì. Ây ơi, nó mệt quý vị ơi. Mệt quá quý vị. Xin dòng nhất là trong nghĩa địa nha quý vị, rất là mệt, phải không? Rồi anh chị em nào tin tưởng cái tâm linh cũng như là tin tưởng của phần bộ của ông Hồ Quang Thanh tự cằn, thì ngày mai quý vị tập trung tham khảo ha.
Nhân cũng mong cái lọc này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được cái đồng ngăn trang trải cuộc sống cho gia đình. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.